Hello em. Đi đâu mà dạo này mất tích thế? Ui, giờ này anh bận lắm. Ui, ngồi em mà đi nào. Rồi, chờ anh lát. Anh sang với thằng em đã nhá. Ok, thì quay lại nhá. Làm gì trầm ngâm ấy? Sáng nay mẹ hỏi anh là em đã yêu ai chưa? Đang yêu rồi đúng không? Chuyện xem mắt của anh thế nào rồi? Vẫn đang trong giai đoạn tuyển chọn thôi. Định đi xem mắt. Nghĩa là anh không muốn chốt hạ với chị Thi đúng không? Trước anh thấy mang đồ ăn cho Thi đấy. À, em thích chị ấy. Thế Thi thì sao? Em đơn phương thôi. Hôm nay muốn hỏi anh để xác nhận là anh có tình cảm với chị Thi hay không. Nếu anh có thì sao? Thì em nghĩ là hai người không hợp với nhau đâu. Anh thì ngược lại. Anh thấy hai đứa không hợp với nhau đâu. Điều đấy cũng chưa biết được. Thế nào nhỉ? Phụ nữ thì luôn muốn đến với một người đàn ông mang cho họ cảm giác an toàn, cảm giác được bảo vệ. Ít nhất em có thể làm được, anh thì không. Em ấy là chàng trai mộng mơ. Giữa em và Thi thì Thi mạnh mẽ hơn em nhiều, nên Thi sẽ là người bảo vệ em chứ không phải là ngược lại đâu. Anh cũng chả hiểu gì về Thi cả. Càng ngày càng thấy em giống mẹ. Rồi sau này em sẽ hiểu bảo vệ và che chở là thế nào. Còn cái sự thấu hiểu kia ấy, nó không giống như những gì em hình dung đâu. Mà thôi, chỉ là yêu đương thôi mà, có gì to tát đâu. Miễn sao đừng để lại hậu quả là được. Anh qua kia nhá, ngồi chơi đi. Mời em. Dạo này có gì mới không? Anh vẫn cô đơn. Cô đơn, em đi đây. Uống đi em. Về việc báo giá ấy, thì không bên nào thấp hơn bên anh đâu. Em cứ yên tâm. Vì mối quan hệ của chúng ta ấy, anh không làm mất uy tín của em. Nhưng công việc